Chào quý vị Trân trọng kính mời quý vị nghe một bút ký viết về trận chiến Phước Long Tác giả Vương Hồng Anh Đầu tháng 10 năm 1974 Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã thu thập được rất nhiều tin tức tình báo tổng hợp về hoạt động của Cộng sản Bắc Việt tại miền đông Nam Phần. Nhiều thông tin và tài liệu cho thấy cộng quân đang chuẩn bị và có kế hoạch tấn công Phước Long. Nguồn tin này cũng được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và Bộ Chỉ huy Tiểu khu Phước Long nắm vững, đồng thời cập nhật hóa thường xuyên. Mỗi lần đều có những tín hiệu về sự chuyển biến rõ rệt của địch. Do đó, Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã không có sự bất ngờ khi được báo cáo về vụ tấn công của cộng quân vào Phước Long vào ngày 13 tháng 12 năm 1974. Theo tài liệu của phòng 3 Bộ Tổng Tham mưu, diễn tiến trận chiến được ghi nhận như sau: Ngày 13 tháng 12 năm 1974 Cộng quân mở cuộc tấn công vào quận lỵ Đôn Luân, nhưng đã bị tiểu đoàn địa phương quân với sự yểm trợ của không quân đánh bật ra khỏi trận chiến. Qua đêm hôm sau, 14 tháng 12 năm 1974, Cộng quân mở một trận đánh chất nhoáng tương tự vào quận lỵ Đức Phong và Bố Đức. Cả hai vị trí này bị tràn ngập nhanh chóng vì lực lượng yểm trợ không tiếp cứu kịp. Đêm kế tiếp, ngày 15 tháng 12 năm 1974, một trung đội pháo binh diện địa của tiểu khu Phước Long bị cộng quân tấn công. Hai khẩu Đại Bác 105 ly bị mất vào tay địch quân. Từ ngày 17 tháng 12 năm 1974, đến cuối tháng 12 năm 1974. Cộng quân gia tăng áp lực quanh tỉnh Lị Phước Long. Phi trường bị pháo kích liên tục, gây khó khăn cho việc tiếp tế bằng không vận. Đêm 30 tháng 12 năm 1974, Cộng quân huy động sư đoàn 7 chính quy Cộng sản Bắc Việt và sư đoàn 3 tân lập thuộc Bộ Chỉ huy miền cộng thêm một trung đoàn thiết giáp và một trung đoàn pháo binh tấn công vào phước bình cộng quân tiến sát đến hàng rào phòng thủ của các đơn vị việt nam cộng hòa trận đánh kéo dài suốt đêm và qua chiều hôm sau mới tạm lắng quân trú phòng gồm một tiểu đoàn bộ binh và lực lượng địa phương quân của chi khu phước bình phải rút lui lập phòng tuyến mới quanh phi trường trận tấn công của cộng quân vào tỉnh lỵ Phước Long bắt đầu vào 7 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 1975 khi một thành phần cộng quân có xe tăng yểm trợ tiến vào phía nam tỉnh lỵ Phước Long. Nhưng khi đến chân đồi gần tỉnh lỵ thì bị khựng lại trước sự chống trả quyết liệt của quân chủ phòng. Cũng cùng vào thời gian này, cộng quân bao vây khu vực núi Bà Rá bất chấp các đợt không pháo và xả kích của không quân Việt Nam Cộng Hòa bắn trận tối đa. Sau khi chiếm được núi Bà Rá, cộng quân cho thiết lập ngay đài quan sát pháo binh và sử dụng súng 130 ly bắn ngay vào trung tâm tỉnh lỵ Tám khẩu Đại Bác 105 ly và bốn khẩu 155 ly của Việt Nam Cộng Hòa đặt trong tiểu khu Phước Long bị trúng đạn. Trong suốt ngày 2 tháng 1 năm 1975, lực lượng trú phòng Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu quyết liệt và gây tổn thất nặng cho địch quân. 15 xe tăng của quân Bắc Việt bị bắn cháy. Đến 18 giờ cùng ngày thì trạm liên lạc đặt trên đỉnh núi Bà Rá bị gọng quân chiếm. Do đó, sự liên lạc viễn thông với thị xã bị mất hẳn. ĐỘ đoạn Tướng Dư Quốc Đống và cuộc họp quyết định số phận Phước Long Cũng trong ngày 2 tháng 1 năm 1975, một cuộc họp khẩn cấp do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chủ tọa được tổ chức tại Dinh Độc Lập theo lời kể của đại tướng cao văn viên ghi lại trong hồi ký thì thành phần tham dự cuộc họp có phó tổng thống trần văn hương thủ tướng trần thiện khiêm đại tướng cao văn viên trung tướng đặng văn quang phụ tá quân sự tổng thống trung tướng trần văn minh tư lệnh không quân trung tướng đồng văn khuyên tham mưu trưởng bộ tổng tham mưu và Trung tướng Dư Quốc Đống. Đề tài được nêu ra trong cuộc họp là nên tăng cường lực lượng để giữ Phước Long hay không? Nếu phải tiếp cứu Phước Long thì phải điều động thêm bao nhiêu quân và phải yểm trợ như thế nào? Đại tướng Cao Văn Viên kể lại rằng tại cuộc họp với chức danh là tư lệnh quân đoàn 3 và quân khu 3, Trung tướng Đống nhận định rằng quân đoàn 3 cần ít nhất một sư đoàn bộ binh hay một sư đoàn nhảy dù để giải vây cho Phước Long. Kế hoạch của tướng Đống là mở cuộc hành quân tiếp cứu bằng trực thăng vận để đưa sư đoàn tiếp ứng này vào tỉnh Lệ Phước Long từ hướng phía Tây và phải được sự yểm trợ tối đa bằng không quân chiến thuật và tiếp vận đạn dược. Sau đó, Trung tướng Đống xin Tổng thống Thiệu cho từ chức vì ông cho rằng ông không có khả năng thay đổi tình hình tại quân khu 3 sau 3 tháng giữ chức vụ này. Trung tướng Như Quốc Đống được Tổng thống Thiệu cử giữ chức tư lệnh quân đoàn 3, quân khu 3 từ tháng 10 năm 1974, thay thế Trung tướng Phạm Quốc Thuần được hoán nhiệm chức vụ để giữ chức chỉ huy trường trường hạ sĩ quan Nha Trang mà tướng Đống đảm nhiệm từ năm 1973. Trước năm 1973 từ năm 1964 đến năm 1972, tướng Đống là tư lệnh binh chủng nhảy dù. Theo các thông báo về thăng thưởng và bổ nhiệm các sĩ quan cao cấp được Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng hòa phổ biến trên các bản tin của thông tấn xã Việt Nam và các nhật báo. Trung tá Dư Quốc Đống được mang cấp đại tá vào giữa tháng 9 năm 1964. Ngay sau khi được cử giữ chức quyền tư lệnh lữ đoàn nhảy dù, thay thế Thiếu tướng Cao Văn Viên được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn. Tháng 11 năm 1964 ông được đặt cách thăng chuẩn tướng, rồi chính thức giữ chức tư lệnh binh chủ nhảy dù vào ngày 19 tháng 12 năm 1964. Ngày quân lực 19 tháng 6 năm 1966, ông được thăng thiếu tướng và đến giữa năm 1970 được thăng trung tướng. Trở lại với cuộc họp tại dinh độc lập, sau lời trình bày của tướng tư lệnh quân đoàn 3, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bác bỏ lời xin từ chức của tướng Đống và lo lắng hơn nữa về kế hoạch tăng cường lực lượng để giữ Phước Long. Kế hoạch này được xem xét rất kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng bị bãi bỏ vì Bộ Tổng Tham mưu không còn đơn vị tổng trừ bị trong tay. Cuối cùng, Việc giải vây cho Phước Long được Bộ Tổng Tham mưu giao cho Bộ Tư lệnh Quân lần 3 trực tiếp đảm trách với lực lượng và khả năng sẵn có trong tay. Quân lần 3 được tăng cường, Liên đoàn 81 biệt cách dù với nhiệm vụ là lực lượng xung kích. Trong khi Trung tướng Đống và Bộ Tư lệnh Quân lần 3 tiến hành kế hoạch hành quân giải cứu Phước Long, thì tại tỉnh lỵ vào ngày 3 tháng 1 năm 1975, Cộng quân tăng cường áp lực quanh vòng đai phòng thủ ở phía Nam. Tuyến phòng ngự của quân đội Việt Nam Cộng hòa tại Phước Long chỉ còn thu hẹp ở chợ, khu hành tránh tỉnh và phi trường dành cho máy bay quan sát L-19. Tất cả các đạn đại bác của quân trú phòng đều bị hư hại không còn tác xả được do hơn 2.000 trái pháo của cộng quân đã rót vào khu tòa hành tránh và bộ chỉ huy tiểu khu. Hơn 20 tấn đạn dược được tiếp tế thả dù ngay phía bắc tiểu khu, nhưng vì cộng quân pháo kích liên tục, nên việc thu hồi số đạn tiếp tế này vô cùng khó khăn. Ngày 4 tháng 1 năm 1975 cộng quân gia tăng các đợt pháo kích vào bộ chỉ huy tiểu khu trung tá tiểu khu phó bị tử thương ngay tại chỗ trung tá chi khu trưởng phước bình bị thương nặng cùng lúc đó xe tăng của cộng quân xuất hiện từ hai hướng tây và nam thị xã liên lạc giữa bộ chỉ huy tiểu khu và quân đoàn ba bị đứt quãng nhiều lần và sau khi trung tâm hành quân bị phá hủy thì hệ thống liên lạc viễn liên chỉ còn một tần số vô tuyến. Ngày 5 tháng 1 năm 1975, vào lúc 8 giờ sáng, không quân Việt Nam Cộng Hòa thực hiện 60 phi vụ chiến thuật để yểm trợ cho kế hoạch hình thành một bãi đáp trực thăng tại phía đông tỉnh Lị để liên đoàn 81 biệt kích dù đổ bộ 9 giờ sáng ngày 5 tháng 1 năm 1975, một đại đội biệt kích dù đầu tiên đổ bộ an toàn. Ngay sau khi đổ bộ xong, thì lực lượng tiếp ứng và tiểu khu bắt đầu liên lạc với nhau được ngay. Đến 11 giờ, phi cơ chuẩn bị cho cuộc đổ bộ thứ hai và bộ chỉ huy dự trù sẽ trực thăng vận xuống phía bắc khu hành tránh tỉnh khi hoàn tất cuộc đổ bộ vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày, hơn 250 binh sĩ biệt kích dù bị lọt vào ổ phục kích của pháo binh cộng quân. Rất may, chỉ có khoảng hai tiểu đội bị tổn thất, nhiều trực thăng bị trúng đạn, nhưng phi hành đoàn đã cố gắng thoát ra khỏi vùng hỏa lực phòng không của cộng quân. Tuy nhiên, vì địch pháo dữ dội, nên không quân không thể tài thương được như đã dự trù trong thế cài răng lược xe tăng cộng quân phá vỡ vị trí phòng ngự của địa phương quân tại kho tiếp vận và từ đó tấn công vào thị xã đặc công bắc việt tùng thiết liền trở lui đặt chướng ngại vật. để chặn đường trong khi chiến xa của cộng quân vẫn tiến về dinh tình trường bây giờ là bộ chỉ huy hành quân tiểu khu và bộ chỉ huy đơn vị tăng viện vừa mới đến cộng quân bị đẩy đùi khi các chiến binh biệt cách dù bắt đầu phản công để tái chiếm từng vị trí một đặc biệt là kho tiếp vận mặc dù chiến binh biệt cách dù chiến đấu vô cùng dũng cảm nhưng do áp lực cộng quân quá nặng nên không thể chiếm lại được các vị trí trọng yếu Lúc ấy, biệt cách dù bị thiệt hại gần nửa quân số. Trận chiến trở nên kịch liệt hơn khi chiến xa địch kéo đến tăng cường. Chiến binh biệt cách dù sử dụng loại vũ khí phóng hỏa tiễn M-72 và Đại Bác không giật để bắn trả. Đến cuối ngày hôm đó, Bộ Chỉ huy biệt cách dù báo cáo cho bộ tư lệnh quân đoàn 3 về tình hình trận chiến. Tình hình vô cùng nguy kịch, không giống như những gì tiểu khu đã báo cáo trước đó. Tuyến phòng thủ của địa phương quân bị vỡ khi chiến xe địch kéo đến. Thấy vậy, vị sĩ quan chỉ huy biệt cách dù quyết định lập hàng rào quanh dinh tỉnh trưởng và tòa hành chánh. Suốt đêm hôm đó, hơn 1.000 trái đại bác của địch rót vào khu vực này và khu vực chợ. Qua 9 giờ sáng ngày 6 tháng 1, bộ đội cộng quân có sự tăng yểm trợ lại mở trận tấn công tiếp tục. Giao tranh kéo dài suốt ngày. Đến 23 giờ, liên lạc với bộ chỉ huy tiểu khu bị mất, nhưng biệt cách dù vẫn còn giữ vững vị trí đến 12 giờ đêm, lực lượng bị cách dù lặng lẽ phân tán mỏng ra khỏi thị xã. Sau khi Phước Long thất thủ, Trung tướng Như Quốc Đống xin từ chức và được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chấp thuận. Tổng thống đã cử Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, chỉ huy trưởng binh chủng thiết giáp, cựu tư lệnh quân đoàn 2, quân khu 2, thay thế tướng đống trong chức vụ tư lệnh quân đoàn 3, quân khu 3. Vương Hồng Anh